bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick. Mình học cũng từ cái motif của danh thủ Steve Vai ha. Thì trong cái virtual show này thì mình tiếp tục nói về Steve Vai, bởi vì ông có quá nhiều thứ để học hỏi. Thì cái câu này nó đánh theo một cái motif, nhưng mà các bạn đánh ở những cái vị trí khác nhau. Chúng ta kéo ở những vị trí khác nhau, nó tạo ra những cái giai điệu lặp lại, nhưng mà cái cảm giác nó chuyển giai điệu rất là hay. Thì câu này cũng rất là đơn giản các bạn. Chúng ta đánh ở những cái vị trí của cái ngăn số 14 ha. Thì cái câu này nó cũng khá đơn giản. Các bạn kết hợp harmon vô nữa, vô đớp nữa. Thì 14 nè. Sau đó các bạn pull up nó ra 12, 11 trên dây son ha. Sau đó các bạn đánh vô ngăn 14 của dây rê là nốt mi. Sau đó ngăn 11 mi rê quay lại nốt la là ngăn số 14. Các bạn có thể xem được cái trên cái tab kèm theo cho dễ ha. Xuống ngay cái ngăn 7 luôn ha, đang 14 nè. Các bạn kéo xuống ngay ngăn 7 đây. Các bạn đánh thế tài giống vậy. Cái nốt cuối cùng thì chúng ta lại kéo nó lên từ son qua la ha. Các bạn thấy là chúng ta ngay có ngăn 7 nè, 5-4. Chính xác và nó tạo ra cái giai điệu tương đối nữa. Thì với cái câu lick này thì mình hay để cái delay nó hơi nhiều một tí, thì các bạn nghe nó mượt hơn khi mình kéo. Các bạn nghe tiếng delay không? Nghe nó đã hơn đúng không? Thì đó là cái cách chỉnh tiếng, mỗi một cái kiểu đánh một câu lick các bạn có thể chỉnh nó khác nhau để bạn phát huy được cái hiệu quả của nó tốt nhất. Hy vọng câu
clip này cũng là góp phần cho các bạn trong việc luyện thêm ngón, hiểu thêm được một cái câu, giúp phong phú thêm. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu và học thêm về kỹ thuật ghi tay điện, hãy đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần và học trọn đời. Các bạn đăng nhập vô hệ thống là bạn học thôi, học bất cứ giờ giấc nào các bạn muốn, nó không có phụ thuộc vào cái thời gian, giống như các bạn đi học offline. Và các bạn có nhu cầu mua đàn, các âm ly, phơ pháo gì đó thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop, mình có đầy đủ cho các bạn, giá từ 1 triệu mấy, 2 triệu cho đến vài chục triệu cũng có nữa, cam kết chính sách ưu đãi và giá sẽ rất là tốt cho các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.